chiều nay ăn cá chiên tôm nè. Cá là cá Red Grouper Steak 9 đồng, để coi bao nhiêu thao, 9 đồng 95 thao. Hai khứa này là 18 đồng 21 cent, thế luôn là cả 19 đồng đi, khoảng trên 400 ngàn. Hai miếng cá này là trên 400 ngàn, 18 đồng mấy, 18 đô mấy là ra trên 400 ngàn tiền Việt Nam đó. Gia đình mình 4 người là chiều nay ăn cá chiên tươi hai khứa này là ăn hết trơn luôn. Ra mua cả tuần lễ mà chưa ăn, vàng hết trơn rồi. Này cải đại xanh, cái này là cải làm dưa nè. Đi chợ hôm thứ 6, thứ 7 tuần rồi á, mà bận đi làm ăn không kịp, không có giờ để nấu. Bó cải này là 5 đồng mấy, 6 đồng nè. Bó cải này 4 đồng mấy nè, 5 đồng nè. Đó là coi như hai bó này là cũng 200 mấy chục ngàn tiền Việt nè, trên 10 đô. Chiều nay ăn bữa cơm hai khối cá chiên với rau luộc là thấy 600-700 ngàn tiền Việt kìa. Bữa cơm bình dân của người Việt ở Mỹ mà 600-700 ngàn tiền Việt rồi. Đi chợ mà lắc nhắc cái không mua nhiều á thì sợ có mưa lạnh bất ngờ rồi đi chợ làm biếng, mua dự trữ ở nhà không kịp á thì rau nó hư vậy đó. Có khi ở trong nhà không có cái gì để nấu ăn hết trơn mà ở ngoài lạnh đi chợ không được, làm biếng đi. Ở bên đây đâu có đi chợ mỗi ngày. Lái xe hơi tới chợ mà 40 phút, sao đi mỗi ngày được. Chiều nay nhà mình ăn bữa cơm bình dân này thôi á mà tính ra tiền Việt là 600-700 ngàn tiền Việt Nam rồi. Đâu có cái gì gọi là cao lương mỹ vị đâu. Mình mua cái stand để thôi. Có cái stand rồi. Stand nó hư hả? Không. Giờ mua cái đèn đắp thì cho cái camera stand của cho. Thì nó đi gắn cái phone lên. Cái đèn cũng cao. Cái này con múc cá con ăn coi, cái này cá ngon muốn chết mà con cứ ăn cơm không không vậy. Không múc thì lấy tay vẽ cắn vô miệng. Nó ngon lắm, nó giòn. Mình ăn cá chiên là mình phải ăn lúc nóng giòn vậy á. Để ngồi nó nguội hết, hết ngon. Cần cái đèn đắp cho cái phone. Ôi, em ơi là em. Rồi không muốn mua đó. Rồi lấy cái tranh thủ qua thịt bầm. Rồi lấy cái phone stand cũ của cha mà cái xương flexible của cha. Cái này ăn bóp không vậy cái này? Hả? Ăn đàng hoàng, ăn bóp con. Tranh thủ qua mẹ là mê nhất. Mẹ mê nhất cái món canh hủ qua. Ủa, sao có cọng tóc ở đây vậy? Rồi nước tương đây, nước tương cay của anh đây. Em không ăn nước tương cay đâu. Rồi xuống ăn đi con, thêm này ơi. Có hai dĩa. Dĩa này sạch, dĩa này không có thọt đũa vô. Ăn hết là xếp qua thêm, vậy đó. Hai khối cá nhà mình. Hai khối cá gần 20 đô. Gia đình mình ăn mỗi một. Nhớ hồi đó ở Việt Nam á, ăn đồ ăn Hà Tiện lắm. Nhiều khi gia đình 4 người mà ăn có một thứ cá như vậy chiên. Hồi xưa cá rẻ quá. Xưa cá đồng không à. Cá rẻ rẻ ăn như giờ mắc lắm. Có cá bự vậy hả? Có cá sủ á. Hồi xưa ở Việt Nam anh nhớ cá sủ không? Hả? Có cá sủ. Con cá nó nó giống giống như cá lù lù biển mà anh đứng trong câu này bãi biển đó. Con sủ bự vậy hả? Không bự tới mức độ này đâu, nhưng mà nó thuộc dạng là cá nhà giàu á, cá nhà giàu ăn á. Anh thấy giờ người ta lưới cá sủ á, nhiều mà bắn mắt, mắc lắm. Mà ngày xưa còn có ăn, rồi sau này rồi á hả, là nhà hàng nó mọc lên á là không bao giờ tới dân ăn. Cái thời em còn ở Việt Nam á, là hồi lúc em còn nhỏ cỡ mấy đứa này nè,
thì lâu lâu còn tăng dâu người ta dính được con cá sủ người ta đem ra chợ bán thì người nào có tiền thì mua ăn. Còn bắt đầu sau này cái nhà hàng nhậu, nhà hàng cao cấp rồi lên đó bắt đầu hút cá sủ. Có một cái là vô nhà hàng nó lụm liền nó bán cho mấy người mà nhà giàu đó, đại gia vô ăn á, đâu còn đem ra chợ bán cho dân nữa. Tại vì bán cho dân nhiều khi con cá bự quá người ta không có tiền mua nguyên con. Từ từ ta bắt kiếm rồi cá sủ nó cũng mất từ từ, nó không, nó hiếm từ từ. Mình thấy mấy cái kênh mình hát rồi đó, nó lưới cá sủ gặp đi một chuyến lưới cũng 3-4 con, 2-3 con rồi đó, nó đâu dính nhiều như cá kia đâu. Có khi họ miếng con nào mà mỗi lần miếng cá sủ họ mừng lắm, mừng lắm. Tại vì tới giờ này giá thành nó vẫn mắc, một khi thịt nó ngon rồi, thịt nó ngon rồi thì nó mất tiền hoài thôi. Trứng luộc ăn mà thịt nhớ là bông cải xanh mình còn luộc bông cải xanh ăn, cải đó mẹ làm dưa, cải đó làm dưa ngon hơn luộc. Ở Mỹ mà những người bệnh nhân đó cá mà 10 đồng phao á là cũng một dòng xem rồi đó, nó xem rồi. Một thao nó chưa tới nửa kilo, 10 đồng thao tính ra 1 ký là trên 20 đô. 1 ký cá 500 ngàn. Con gì nó nổi lên ta? Hả? Con gì nó nổi? Con bóng đạn hay vậy? Cá này nguyên thao 9 đồng 95. 9 đồng 95 thì chưa tới nửa ký, cho nửa ký đi. Thì một ký là 2 phao hơn, mà cũng 20 đồng rồi. 20 đồng là 480 ngàn rồi. Coi như là ký cá này 500 ngàn á. Người cá ngon rồi. Cá ngon. Cá lâu đời cũng 8-9 đồng phao rồi. Đâu có rẻ đâu, rẻ không có 1 đồng bạc hả? Chọn mấy chuột xếp hả? Ừ. Mà chợ thường bán mắc hơn. Ở Việt Nam người nghèo, người giàu á, người giàu mà ăn cá như vậy cũng ngán tiền, nó đừng nói gì tới người nghèo hay người bình dân. 500 ngàn ký cá. Mà sao cá này nặng quá ta. Qua mua 2 khứa 9 đồng mấy. Sao mà mua 2 khứa này 18 đồng mấy là coi như cũng gần 2 phao. Vậy là mỗi khứa nửa ký. Không phải là tại cái màu. Nói chung là ngoài cá xe măng nha, ngoài cá xe măng nha, mẹ thấy con ăn được cá khác ha. Cá cốt ăn hơn, cá cốt. Cốt có cái cá cốt được chưa được chưa? Có. Ăn qua có thấy ngon không? Hả? Sao có nói nó ngon? Ngon. Ăn được. Ngày mai. Ủa. Còn cháo mà ăn cháo. Ừ, muốn ăn ăn thêm đi. Cháo lòng mà chưa đó. Bụng nó ăn quá không tiêu. Ừ, ăn chưa đã thì ăn tiếp cháo lòng. Ăn cơm mà quên, ăn cháo. Còn anh cũng muốn ăn nữa không? Chứ em chưa đã, em nói thiệt đó anh. Đây. Lâu lâu ăn cá thì sao mà cái tôi tưởng tiếp biết cô sao phải kêu không thua. Cái canh hủ qua này mẹ làm hết trơn luôn. Ngon quá. Món này là món mẹ ghiền nhất. Mẹ dễ thương hả? Rồi cái anh thôi mà thông minh mà thức dậy sớm nữa con mà. Cái con nít mà khoái chơi. Ngồi dặn cho hết cá đi. Rồi xong 1 kg cá. Gia đình
Chiều nay bữa cơm chiều nay gia đình ăn tiền cá tiền rau là trên 500.000 tiền Việt đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ủng hộ cho kênh Bí Đỏ US. Chúc mọi người một giấc ngủ ngon vào ngày cuối tuần. Bye bye mọi người.